vừa hello cái bay hết cả trò chơi rồi mọi người ạ. Hôm nay anh em mình sẽ review lại những cái trò chơi gọi là triệu view nha mọi người nhá. Đang sắp xếp một trò chơi cực kỳ hay rồi, nhưng mà có một chút gọi là ảnh hưởng của thời tiết. Thế nên bây giờ sẽ phải sắp xếp lại á. Anh em mình vừa sắp xếp lại cái trò chơi của anh em mình rồi. Hôm nay thì có rất nhiều phần thưởng nhá mọi người nhá. 10.000, 20.000 tăng phần thưởng tăng số 20.000. Tức là 10.000 đến 20.000 là để quét tay để xem là sẽ được hay không nhá. Tức là trò chơi sẽ lên đây. Đây là cuộn giấy vệ sinh này. Ai kéo được cái đồng tiền này, tức là cả hai bên cùng kéo. Đấy. Đứt ở đâu là, nếu mà đứt ở đây là mình kéo sang, ai kéo được tờ tiền về mình là của mình. Đấy. Điều đơn giản như thế thôi. Bây giờ thực hành luôn cho mọi người xem nhá. Nào. Vào. Nhưng mà được ăn thật nhé. À, không ăn thật thì ăn gì? Chưa bắt đầu mà. Nào. Nào, anh chưa ấy. Nào, cầm dẫn đi, đi ra kéo đâu. Ok. Nào. 1, 2, 3. Tỷ số thì là 1-1 nhưng mà chất lượng thì Mao Nệ đang hơn nha. Lá từ từ anh em. Đấy, tao cầm sẵn. Cô đai ba. Ừ, nghe bên kia có vẻ không giãn, mới bên giãn ghê đấy nhỉ. Ây, cái này hỏa. Cái này hỏa, không ai được, tí nữa đặt đây, cái này rồi ai. Đặt vào đây luôn. Tăng độ, tăng độ. Quán này á, em không ăn nhiều gì. Đâu. Úi giời ơi. Tiền này là tiền chung đấy của anh em, thế nên là chia ăn chia không đồng đều, thế nên là phải dùng cách chia. Này này, em mới bỏ ra là mệt mất thôi. Úi giời ơi. Mình như thế mà ai mệt có được mặt trời. Ôi giời. Thả con săn sắt bắt con cá rô à. Chúng ta bắt con cá mập rồi. Ai? Của anh bên này nó không rách. Tiền này là tiền chung, không rách ý, nó như nhau. Rồi đâu, quay đầu đây. Sắp xếp đều rồi mà. Tiền này là tiền bán trà xanh một ngày đấy. Thế là mình lấy ra chứ. Con săn sắp bắt con cá rô à? Bắt con cá rô à? Đấy. Đây này. Con cá mập cuối cùng kia mới là cái phải bản này. Chết rồi, bên này bị thấm nước rồi. Trò chơi cũng còn mấy trò chơi cũng dạng rất là vui nữa nha mọi người nha. Mọi người đừng bỏ qua video này, đừng tắt video vội nha. Nào ba sang đấy. Ơi đừng đứt rồi, đứt nó để ăn nó cái này đó cả 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 đấy. Ui ơi chín này. Biết tôi chia đều tiền đi. Lại đây. Biết đầu tư đấy. Ây, bưởi. 1 triệu. Rồi, chả sao. À, nhanh, tiếp tục. Đúng vào túi cho chắc cú. Trong
trong này là cái gì đây? Trong này á, trong này thì kéo mới biết được. Từ đã. Đấy. Nghe đoán nhau có cái gì này? Chắc là giày cổ không đấy. Ấy, mở đi anh. Ai bảo gì đâu? À, đừng có chơi bẩn nhé. Ấy. Mở ra. Trong đấy là chi phiếu 1.000 tỷ nhỉ? Ấy, à, không có tiền. Nói chung là không chấp nhận thì đưa giả. Chơi là phải chịu. Mao Đệ sẽ phải dính một hình phạt cho mọi người. Trước khi đến với trò chơi tiếp theo thì Mao Đệ sẽ vào hình phạt của mình đề ra cho mọi người nhá. Mình mà trả lại tiền là không hình phạt, nhưng mà nhiều tiền quá. Hình phạt sẽ có cho tên là hình phạt mày gì. Cũng 50-50 như kiểu trò chơi. Ghê lắm. Sau đây sẽ là cái hình phạt của Mao Đệ nhé mọi người nhé. Từ giây phút này không được ngửa lên trên, không được ngước mắt lên trên. Ngước mắt lên trên là bị đập trứng luôn vào đầu đấy. Vậy đây sẽ là có hai cái dây nhá. Một cái dây là không có gì, và một cái dây sẽ có một quả trứng. Đấy, bây giờ mình sẽ cắt hai cái dây này cho nó đều nhau nhá. Đấy, từ từ. Không được tránh là lại bị ăn luôn hình phạt đấy. Hai cái dây này sẽ như nhau. Đấy, làm thế này sẽ công bằng hơn. Chứ đều đấy. Đấy. Anh không biết đấy. Và em còn không biết là em bị cơ hội Mao Đệ sẽ là 50-50 và tự tay sẽ đây, cầm kéo bây giờ nhá. Có hai dây, từ từ để anh xem nào. Có hai dây. Thế nào? Ngồi dịch lên một tí nữa. Thế thôi. Ngồi dịch lên một tí nữa. Trời. Rồi, đầu giữ nguyên. Ok. Đấy, mình sẽ giữ đầu vậy. bây giờ cắt một dây. Cắt một dây. Kiểu như cắt bom ấy. Bên nào? Kỹ chưa? Nào, không được thử. Này, nhìn bên này này, bên này dây chắc, bên này thì không cắt thử lại cắt bên này. Đau đấy rồi. Ôi, tờ rứng đấy. Và bây giờ sẽ tiếp theo là trò chơi thứ hai cho mọi người nhá. Anh cứ đợi em đấy. Điền, ngủ đấy, bên này định cắt rồi, thấy mình dọa cái là sao cắt bên này. Mất nhỏ luôn. Đến với trò chơi tiếp theo cho mọi người nhá. Mình chọn cái bàn bia này cho cái mặt phẳng nó đều. Khi anh em mình lăn lon bia thì nó sẽ được thật tế hơn, nó không bị trôi đi trôi lại nhá. Đấy, và đến đâu sẽ nhận phần thưởng ở đấy và hình phạt sẽ tăng lên nhiều hơn đấy. Em lại tin tin ra để em thắng nhiều hơn anh ấy. Đấy, bây giờ phải chơi làm sao lấy được hết tiền. Đấy, nào. Okay. Anh chơi bao nhiêu tiền anh? Ok. Hai chục cái gì em ăn 5 chục. Chả sao rồi. Rồi nhẹ. Có hai chục. Có hai chục nhá mọi người nhá. Ôi. Nước 50 này. Đây nhẹ quá. Không, phải giả sát rồi. Vẫn đi.
cần như thế là được rồi. Bây giờ sẽ đi sang kiếm tiền tiếp nha mọi người nhá. Mình sẽ nhắm vào cái tờ 500 nghìn kia nhá. Có được dùng cờ. Dùng cờ đi. Chơi thay bia. Mạnh không? Rồi, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Phạt rồi. Đây. Sát đơ bằng này. Phạt, phạt, phạt. Phạt này. Này. Phát sau mà đến đây là tính về ngang rồi nha. Ok. Chọc ở giữa. Đấy, chọc lại đây. Ê. Bôi nơ, cắt kiểu nhỉ. Đấy. Bả tay rồi. Quá. Trong trường này quá rồi. Điện quá. Nà. 500 nghìn. Phát quá. Ôi, tí nữa thì được 1.500 nha mọi người nha. Phát. Giữa hồn phạt này. Hồn mạnh hơn. Mất. Phá lăng à. Ê, ê. Dám cho tổng cốc cái đầu em mà. Dính nhúng rồi. Phải cho mọi người nhá. Ôi trời. Nhanh lên. Ok, kéo đâu. Ê, được kéo đây. À, thua thì phải chịu thôi hả? À, anh chọn cái nào? Thì phải dơ dơ trước thì tao phải cắt được chứ. Không, tao lại dê đầu mất. Nói chung là mình đã chọn là lẻ rồi lại cắt nó kiểu như hẻm ấy, cắt trượt. Thế mình nghĩ là khả năng là không đấy thì mình cắt cái này. Hoặc. Ôi thôi phải chịu thôi. Em xin lỗi anh ạ. Tiếp tục. Em sợ rồi, em sợ rồi. Em không biết là bên nào nên anh cắt được bên này. Rồi em chạy. Chơi bẩn à? Hả? Thích chơi bẩn không? Bắt này. Ấy, thế là tao bắt này cắt trúng này trượt này. À, tao là xem lại mới được. Phát vừa rồi sau khi xem lại camera mà Mao Đệ đã chơi bẩn. À, thế nên là hình phạt dành cho Mao Đệ sẽ là bị mất một tờ. À, anh thế thì mình không cần biết. Ai phải chơi cho mượn. À, tại vì số tiền này là số tiền anh em mình là số tiền chung khi bán trà xanh được. Thế nên là đem ra chia theo kiểu này nó không bằng này. Mao Đệ chơi bẩn mất làm sẵn luôn. Nào, bây giờ bắt đầu tiếp tục. Còn 2 tờ tiền và 2 hình phạt nữa nha mọi người nha. Mình chọn đúng dây. Hôm nay chọn đúng dây rồi thằng Mao Đệ nó sợ là kiểu nó chạy mắt nó phải hết cả 2 dây rơi vào đầu. Ui, phải là để đánh chuẩn con 500 thì vỡ ra. Tiền. Trời ơi,
bây giờ là rất là khó để hình phạt thì cái này rất là khó, cái kia mới dễ tính à. Anh ơi dùng tay đi. Bạn giờ dùng tay á? Dùng tay. Ờ được, là dùng tay. Dùng tay nó sẽ khó hơn, có thể nó khô lắm. Đó. Thôi bạn tước được. Bây giờ mà mày mà thả ra là tự đập vào đầu mấy quả đấy nhá. Ok. Nào. Tao cứ cầm chắc hai bên đã. Ấy ơi, xích sang một cho tí. Cho vào đây để tao cầm chắc hai bên. Xích lại một bên. Hả? Xích lại một tí. Nào, đây. Xích sang một tí. Xích sang đâu? Xích sang bên này. Đây á? Rồi. Xích sang bên này một tí. Lúc này. Được chưa? Ok. À, từ đó. Nào anh bỏ ra, không bỏ ra. Đây, đây, tao bỏ ra. Không, tao cầm ở đầu dây này, nhớ đâu mày thả ra như lúc này sao? Rồi, cắt đi. Cắt ở phần dưới, cắt bên dưới. Hả? Cắt bên dưới này á? À? Vâng. Cắt đây thì cả thế à? Cắt ở bên dưới cho em thả ra. Như kiểu cắt mìn như kiểu mình đang làm một người không biết tả như thế nào. Xanh hay đỏ? Dây xanh hay dây đỏ? Vàng. Nào. À, liên quan đến gọi là tính mạng con người. Mình quên ở đây. Rồi. Úi giời. Nào, thả tay đi. Tao lại buộc cái này lại đây. Đây. Nói chung là mình đã chọn đúng dây không nổ. Con này cá đỏ lắm rồi kìa. À vậy là ba hình phạt đã biến mất. Nó. Bây giờ mình phải. Giờ chỉ còn có hai tờ tiền và một hình phạt. Đang chen cái phạt ở dưới. Ok máu đấy. Được. Chơi không máu với anh luôn. Được. Đang chen à? Nào. Nào. Có 100 ở đây. Ê. 500 đứng đây. Đấy, đến đây là mấy đây, cái tỏ này. Ok, tiếp tục đây. Đến đây đi em ạ. Chơi khô màu với nó luôn. Dám chơi bẩn với mình. Ba, 100 nghìn rồi. Được 100 nghìn rồi. Nào đi đây. Ok, lấy đây. Đây. Gỡ gạc, gỡ gạc. Mình bây giờ phải gỡ gạc hẳn cái 5 lít kia kìa. 100 mà. Thôi. Ừ. Nghe cái đường đi cái khó. Nó không như chọc cơ dễ hơn. Đúng. Đuối. Bạn đập quả trứng vào đầu, cài mặt. Mỗi thằng một quả trứng vào đầu rồi. Một là thiên đường, dưới là địa ngục mọi người ạ, rất là này anh ơi này mình chơi công bằng, mình chơi như ấy không có lời. Đây anh ơi. Mình xuống. Tao, thôi. Đưa tay đầu ra đây. Rồi đọc nó lên là mình lo. Làm cái gì nó cũng phải dứt khoát. Đấy. Này, giữa một cái bùm và một cái thông màn cửa ở dề. Là mình phát rồi, bây giờ vào tranh nhau nốt 500 nghìn. Tranh nhau 500 nghìn đấy. Bây giờ là đến lượt mình rồi. Cố gỡ gạc rồi kìa. Ê. Rồi. Thế tình phạt rồi nên là không sợ nữa. Ai trời ơi, vẫn đến lượt em.
này nghe gay cấn. Đoạn này mới gay cấn này. Nguy gì? Phần thưởng luôn thuộc về những người xứng đáng đó, và những người có bàn tay vàng trong làng. Chúc mừng mình chiến thắng nhé mọi người nhá. Anh khao đi, khao tiền đi cho em. Vậy là tổng kết hôm nay Mao Đệ chỉ được 1,2 triệu, mình được khoảng tầm 1,5 triệu. Có hơn 2 triệu anh em mình bán trà xanh được, nên hôm nay đem ra chia một cách mới, không chia đôi như mọi khi nữa. Mà chia theo cách mới. 50-50, đỏ 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 đen. Hay là tháng này lấy tiền YouTube chơi không? Không. Không chia nữa mà chia theo kiểu này. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip anh em mình hay nhớ để lại anh em mình một like, một share, một comment, một đăng ký kênh, nhấn chuông bên cạnh nha. Có muốn anh em mình chơi trò gì hay hay thì mọi người cứ comment ở bên dưới comment nhá. Rồi, chào tất cả mọi người nhá. Mọi người nhá. Ở đây nó hơi ồn tại vì cạnh trường gạch, nhưng mà nó có bạn bè.